Có trong tay 1.000 bảng Anh, khoảng gần 30 triệu Việt Nam đồng để lát sàn cửa tiệm cắt tóc của mình. Andres Holman đã quyết định đến ngân hàng đổi 700 bảng, hơn 20 triệu Việt Nam đồng sang tiền xu để dùng những đồng xu đó tạo thành sàn nhà mới của tiệm. Anh Holman cho biết, chúng tôi muốn sửa lại sàn nhà, nhưng mà chi phí khá là đắt. Vả lại chúng tôi cũng muốn thứ gì đó khác thường một chút nên đã tìm kiếm một số ý tưởng trên mạng. Tất cả nhân viên của tiệm đã phải đến ngân hàng để mang 70.000 đồng xu trở về sau khi đổi từ 700 bảng tiền giấy. Nhân viên của anh Holman đã mất trọn một tuần để gắn từng đồng xu lên sàn. Chưa kể thời gian sau đó, họ phải dùng vữa để gắn các chỗ trống giữa các đồng xu. Thành quả là tiệm cắt tóc không chỉ có sàn nhà ngầu nhất cả thành phố mà còn thu hút được rất nhiều khách đến tham quan và tiện thể ủng hộ luôn công việc kinh doanh của quán. Chị Ngô Thị Mai Loan ở thành phố Hòa Bình đang làm cán bộ ở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình thì đùng đùng xuất hiện khả năng lạ. Chị là đảng viên đang hoạt động trong cơ quan thuộc ngành tư pháp nhưng cũng đành phải nhận rằng chị nghe được âm thanh từ thế giới bên kia. Cuộc sống của chị bỗng dưng lộn tuông phèo, chị Loan hoảng sợ và đi hết chỗ này chỗ khác nhưng mong trả lời câu hỏi mình là ai, tại sao lại ra cơ sở thế? Chúng tôi gặp chị và cũng băn khoăn câu hỏi phải làm gì và đối xử như thế nào với những trường hợp như của chị Loan. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, sẽ chẳng ai thấy sự gì lạ ở chị Ngô Thị Mai Loan từ ánh mắt, cử chỉ và lối ăn mặc. Nói tóm lại, chị hoàn toàn bình thường với một công việc bình thường tại Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình. Chị Loan năm nay 30 tuổi, có chồng là anh Lập, hiện đang công tác tại Điện lực tỉnh Hòa Bình và hai con, cháu lớn học lớp 1 rất kháu khỉnh. Trước khi vào gặp chị Loan ở cơ quan, chúng tôi đã hỏi chuyện nhiều người hàng xóm cùng một số đồng nghiệp của chị Loan về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chị. Rằng chị có tiền sử cúng bái, đồng cốt gì không? Có ham hố phủ này chùa kia không? Tất cả mọi người được hỏi đều bảo rằng Loan hoàn toàn bình thường, thậm chí rất ghét bói toán, cúng bái. Chị Điệp, đồng nghiệp cùng cơ quan với chị Loan thì khẳng định, nửa câu cúng lễ nó cũng không biết, chứ đừng nói đến chuyện lễ lạc, thế mới lạ. Để cuộc gặp với chị Loan hoàn toàn khách quan, chúng tôi đề nghị được gặp chị tại cơ quan. Chị Loan mới ở Trung tâm Khoa học Công nghệ Tin học Ứng dụng UIA về được vài hôm, chị xuống đó để tiến hành khảo nghiệm tìm ra sự thật về những khả năng kỳ lạ của mình. Đây là một trong vô vàn những địa điểm mà chị tìm đến trong hành trình đi tìm sự thật về bản thân. Ngay tại phòng làm việc của anh Sơn, chúng tôi đã được nghe chị Loan kể đầu đuôi câu chuyện ly kỳ của mình. Tôi vốn không phải dân gốc ở đây. Bố tôi là người Phú Thọ, mẹ người Nam Định, lên đây khai hoang rồi sinh sống mới chỉ được mấy chục năm nay. Chính vì thế phải khẳng định ngay tôi chẳng có phép màu, bùa chú, chân truyền gì cả. Tôi học kinh tế về làm thủ quỹ tại văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã được hơn chục năm nay. Ở cơ quan, tôi, tất cả mọi người, từ lãnh đạo đến nhân viên đều là những người hoạt động nghề nghiệp liên quan đến luật pháp, nên chuyện mê tín cúng bái ở cơ quan hay ở gia đình là rất hiếm. Bản thân tôi còn hơn thế, tôi ghét những trò bói toán, cầu cúng. Từ trước đến nay, tôi chỉ tin rằng con người nếu sống thiện tâm hay làm những việc tốt thì sẽ được may mắn, mạnh khỏe, chị Loan kể. Cho đến cách đây chừng hơn 3 năm, trong một lần chính gia đình chị Loan tổ chức đi tìm mộ liệt sĩ là bác ruột của chị Loan hy sinh ở Quảng Trị năm 1967. Gia đình cũng không nhờ ai cả, chỉ dựa vào những thông tin của đồng đội, những thông tin trên giấy báo tử và từ chính quyền địa phương để dò hỏi rồi tìm kiếm. Tuy nhiên, do thông tin sơ sài, những chứng tích còn lại cũng tương đối mờ nhạt, nên cuộc tìm kiếm ấy chỉ đến được một khu vực gần nghĩa trang Trường Sơn là mất dấu, không có căn cứ nào để đi tiếp được nữa. Việc tìm kiếm sắp bắt đầu rơi vào bế tắc, mọi người đã bắt đầu tính phương án quay về thì có sự lạ xảy ra. Chị Loan nhớ lại, tôi nhớ khi ấy là mùa hè, chừng đầu tháng 7, thời tiết vùng Vĩnh Linh nóng như đổ lửa. Gia đình tôi bàn tính đúng 13 giờ sẽ lên đường trở về Hòa Bình, kết thúc đợt tìm kiếm.
Mọi việc sẽ đúng như dự kiến, nếu như trưa hôm ấy, chính chị Loan nằng nặc đòi gia đình kiên quyết thử tìm một lần nữa. Chị Loan không hề bị vong nhập, không hề nói lảm nhảm, chị kể lại. Khi ấy tôi bỗng nhiên nghe được những dòng âm thanh bập bõm của ai đó nói về đặc điểm khu vực ngôi mộ chôn bác tôi. Những dòng âm thanh rất mờ nhạt, lúc nghe được, lúc thì chỉ loạt xoẹt như radio dò sóng. Tôi cũng không biết đó là tiếng nói của ai, chỉ biết là tiếng của người đàn ông trung tuổi, nói tiếng miền Bắc. Tôi hỏi mọi người xung quanh xem có ai nghe thấy gì không thì mọi người đều lắc đầu. Tôi giật mình sợ hãi và cố bình tâm trở lại, thoát ra cảm giác ấy vì nghĩ do mệt quá nên bị ám ảnh từ những thông tin của cuộc tìm kiếm hài cốt bác tôi. Thế nhưng, chỉ càng nằm chỗ yên tĩnh cố ngủ thì tiếng nói ấy càng rõ ràng, chi tiết hơn. Thông tin cũng tương đối mạch lạc, rành rẽ và hết sức logic. Biết là có sự gì đó không bình thường, chị Loan ngồi dậy, lắng tai nghe và bình tĩnh lấy giấy bút ghi lại tất cả thông tin ấy. Đó là những chỉ dẫn về đặc điểm, con đường đi tìm mộ với chi tiết rặng cây, mô đất, khúc dẻ. Chị Loan quyết định thuyết phục gia đình theo những chỉ dẫn ấy mà thử đi tìm mộ một lần nữa. Mọi người lúc đầu không tin, nhưng do chị Loan rất quả quyết nên mọi người đành nghe theo. Chính những thông tin mà chị Loan cung cấp đã giúp gia đình tìm được đúng ngôi mộ với đặc điểm được cho là hoàn toàn trùng khớp với thông tin liệt sĩ. Mọi nhận dạng, chỉ vẽ mà chị Loan nghe thấy đúng tới 90%. Khi ấy, mọi người trong gia đình chị Loan đều hiểu rằng chị Loan là con cháu trong nhà nên việc vong của người bác nhập vào chỉ đường là điều hoàn toàn bình thường, không có gì quá lạ. Câu chuyện tưởng như kết thúc tại đó. Chị Loan vẫn đi làm bình thường như không có điều gì xảy ra. Cho đến một hôm, chị ngủ trưa tại cơ quan và tiếp tục nghe thấy tiếng của ai đó vọng tới kể lể những chuyện mà chị không hiểu nổi. Thông tin ấy không đầu không cuối, không có tên người nào trong đó. Nó chỉ lặp đi lặp lại theo tần suất dày đặc suốt cả buổi chiều, khiến chị Loan không thể tập trung làm việc được. Nội dung thông tin nói về hành động của một người đóng vật gì đó vào tường và kể về việc ai đó bị ngã cầu thang. Nhớ lại việc tìm mộ người bác xảy ra cách đó chưa lâu, chị Loan đành đi hỏi khắp lượt mọi người trong phòng mình về hai thông tin ấy. Họ đến chị Nguyễn Thị Điệp thì tất cả đều giật mình. Nhà chị Điệp mới ngày hôm trước có nghe thầy phong thủy và có mua chiếc gương phản quang treo đóng lên trước cửa nhà. Tường yếu nên chồng chị phải mua xi măng trát lại, mất cả buổi chiều mới đóng được chiếc gương đó vào tường. Còn người bị trượt chân ngã cầu thang chính là chị Điệp. Cũng may cú ngã không nặng lắm nên chị Điệp chỉ bị xây xước nhẹ vài chỗ. Đương nhiên, những thông tin đó chẳng có gì đặc biệt nên chị Điệp chưa hề kể cho ai nghe. Đến lúc này, chị Loan hoảng sợ thực sự. Có một điều gì đó rất lạ đang đến với chị. Mọi người trong phòng hầu hết đã được nghe thông tin về mình do người thân, con, bố mẹ, anh chị em đã mất nói lại. Thông tin nói lại so với thực tế là tương đối chính xác. Chị Loan kể, tôi không hề nhìn được vong hồn của bất cứ ai, chỉ nghe thấy tiếng nói thôi. Lúc đầu thi thoảng mới nghe được, nhưng bây giờ ngồi trước mặt một người, nếu tập trung tư tưởng trong một không gian hoàn toàn yên tĩnh, tôi sẽ nghe được rất nhiều thông tin về người ấy, kể cả gia cảnh hay những hoạt động của người đó trong quá khứ. Đôi khi, nhiều người cùng nói một lúc, tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn, không thể hiểu nổi. Sau mỗi lần như vậy, người tôi rất mệt và sợ hãi như vừa ốm dậy. Có một điều mà trước khi tới gặp chị Loan, chúng tôi đã rất hoài nghi, đó là bài quen thuộc của một số nhà ngoại cảm tự phong hiện nay. Họ có một chút khả năng, sau đó tự tô son vẽ phấn lên khả năng ấy và tự phong mình là người rời. Mục đích là để mọi người nể sợ và kiếm tiền. Về điều này, chị Loan khẳng định, tôi đi rất nhiều nơi, tìm đến rất nhiều người để mong họ lý giải cặn kẽ tình trạng của tôi để chữa bệnh cho tôi, giúp tôi thoát khỏi tình trạng này. Tôi chưa bao giờ có ý định mở dịch vụ để thu tiền. Cuộc sống của gia đình tôi đang ổn định, công việc của tôi cũng ổn định và tôi không muốn làm xáo trộn những điều ấy. Tôi chỉ muốn biết sự thật về bản thân tôi. Trong hành trình lý giải bản thân gần đây nhất, chị Loan đã tìm đến UIA để các chuyên gia ở đây tiến hành khảo nghiệm bằng các phương pháp khoa học. Chị Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tâm linh cho rằng, hành động của chị Loan là rất hợp lý. Trong khi nhiều vấn đề tâm linh đang vàng thau lẫn lộn, thật giả khó lường thì UIA chính là cơ quan chuyên môn có đầy đủ phương tiện khoa học cùng nhiều chuyên gia thẩm quyền để tiến hành khảo nghiệm cho chị. Nếu chị Loan có khả năng thực sự, UIA sẽ giúp đỡ chị phát triển khả năng để phục vụ cộng đồng. Để mọi việc theo đúng trình tự, đúng quy định, chị Loan đã báo cáo cụ thể tình trạng của mình với tổ chức nơi chị đang công tác.
lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã cử anh Sơn, chánh văn phòng viện đưa chị xuống UIA để làm khảo nghiệm. Qua đợt khảo nghiệm lần đầu, tiến sĩ Vũ Thế Khanh, Tổng Giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng UIA khẳng định, chưa thể đưa ra kết luận ngay về các khả năng lạ của chị Loan mà phải qua khảo nghiệm thực chứng. Kết quả của việc khảo nghiệm thực chứng sẽ được chúng tôi công bố công khai sau khi hoàn tất. Tiến sĩ Vũ Thế Khanh cũng thẳng thắn, sau nhiều năm nghiên cứu và khảo nghiệm, tôi thấy ngoại cảm cũng có cái thật và cái ảo, và những cái tốt thì chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ để sử dụng những việc có ích cho dân, cho nước. Trong cuộc trò chuyện với chị Loan, tiến sĩ Vũ Thế Khanh tiết lộ, chị hãy cứ tự tin, chúng tôi sẽ tạo điều kiện tối đa để chị phát huy khả năng. Tuy nhiên tôi phải nói trước một thông tin là cho dù nhà ngoại cảm xuất sắc nhất Việt Nam cũng chưa có ai qua được 70%. Và nếu chúng ta nói người này, người kia ngoại cảm được 100% thì chính chúng ta cũng đang mê tín. Tuy nhiên ông Khanh cho biết một thông tin khá thú vị là các nhà ngoại cảm phát tiết năng lực đặc biệt cũng trong từng thời điểm mà thôi. Ở một độ tuổi nào đó, họ nhìn đâu cũng thấy vong, thấy mộ, nhưng ở thời gian khác thì khả năng ấy biến mất, họ trở lại là một người hoàn toàn bình thường. Vì không phải lúc nào nhà ngoại cảm cũng có thể ngoại cảm được, và không phải lúc nào ngoại cảm cũng đúng. Giải thích về cơ chế khiến con người nghe được tiếng nói của người âm, tiến sĩ Vũ Thế Khanh đưa ra hiện tượng của chim dơi và cú mèo kiếm ăn ban đêm qua một tần số âm thanh. Nhà ngoại cảm cũng vậy, họ có những tần số sóng đỏ để mở rộng được khoảng tần của âm thanh và ánh sáng để kết nối với người âm. Trường hợp của chị Loan thêm một lần nữa thúc giục những cơ quan chuyên môn, những nhà khoa học vào cuộc để lý giải vấn đề tâm linh còn nhiều điều bí ẩn. Khi chúng ta đã coi đó là vấn đề của khoa học, thì chúng ta cần nhìn thẳng vào vấn đề, đối diện với sự thật để có cái nhìn chân xác nhất vào những nguồn năng lượng tiềm ẩn vô tận của con người. Goodbye, Baba,